Và đây là món chuối rim đường thốt nốt. Nếu thích món này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nha. Món này cực kỳ đơn giản, chuối của mình rất là dẻo và độ ngọt vừa phải nữa. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm chuối ngào đường thốt nốt. Về nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị là chuối sim. Ở đây thì chuối sim này là 14 trái như thế này và mình cân được là 1,2 kg. Thì chuối thì các bạn chú ý lựa chuối cho mình. Nếu như mà các bạn chọn được cái chuối mà nó vàng vàng như thế này và nó còn xanh lên khúc trên đây á thì cái chuối của mình ăn rất là dẻo. Còn mà nếu như mà cái chuối này nó hơi vàng nè, nó vẫn còn giữ một ít xanh ở trên đầu. Chuối này vẫn dẻo nhưng mà xét về cái độ dẻo thì nó sẽ không bằng cái trái chuối bên này. Nhưng mà xét về độ ngọt thì nó sẽ ngọt hơn cái trái chuối xanh bên đây. Cho đó là tùy theo sở thích nha. Nếu như bạn nào thích ăn chuối dẻo thì mình sử dụng cái loại màu này. Còn nếu như sử dụng ăn cái chuối mà nó ngọt thì sử dụng cho mình cái chuối màu vừa mới hườm như thế này thôi. Nhưng mà trong cái món này mình ngào đường thốt nốt á, do đó thì mình không chú trọng quá về cái độ ngọt. Do đó là mình sử dụng cái chuối này. Nó vừa mới vàng một khúc thôi. Nó vẫn còn giữ được cái độ màu xanh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho mình là một thao nước như thế này. Để mình một hồi mình sẽ ngâm chuối. Mình cho vào đây là nửa muỗng canh muối. Và các bạn sử dụng thêm cho mình là hai miếng chanh như thế này. Mình nặn cái nước vào. Và các bạn nhớ cái con dao mà của mình hồi mình gọt vỏ đó thì các bạn nhớ thoa lên đây một ít nước cốt chanh để hạn chế nó bị dính mủ đen. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gọt nha. Mình sẽ cắt cái phần đầu và cái phần đuôi như thế này. Chuối sau khi gọt vỏ xong á, các bạn ngâm cho mình là khoảng 5 phút. Sau khi ngâm 5 phút xong các bạn vớt để ráo. Mình không nhất thiết phải rửa thêm nước nào cả, mình chỉ cần vớt ra để ráo là được rồi. Sau khi ngâm 5 phút rồi giờ mình sẽ vớt chuối ra nha. Về làm chuối ngào đường á, thì các bạn chú ý cho mình á, các bạn chọn những cái nồi hoặc là cái chảo mà mình ngào á, có cái đế thật là dày để giảm tỷ lệ mà nó bị khét trong lúc mà mình ngào nó nha. Rồi giờ mình sẽ cho chuối vào. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là đường thốt nốt bột như thế này. Mình sử dụng là 100 g. Các bạn có thể là vẫn sử dụng cái đường thốt nốt mà cục cũng được. Đây là cái đường thốt nốt bột mình sử dụng nè. Các bạn có thể là tìm mua trong siêu thị nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho 100 g đường thốt nốt này vào. Rồi mình trộn đều nó lên. Nếu như các bạn có thời gian đó, các bạn có thể là ướp khoảng nửa tiếng. Còn nếu như không có thời gian ướp thì cũng không sao. Nếu như mình ướp thì màu sắc nó lên nó sẽ đẹp hơn thôi. Mình sử dụng cái đường bột thì nó sẽ mau tan hơn. Nếu như sử dụng cái đường cục thì các bạn nhớ là mình tán nhuyễn nó ra nha. Mình đập cho nó thành cục nhỏ ra đó để nấu cho nó mau tan. Do mình bỏ qua cái bước mà ướp chuối á thì mình sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Ướp hay không ướp thì các bạn cũng phải cho muối vào đây để trung hòa lượng đường lại nha. Bây giờ mình sẽ làm theo kiểu là bỏ qua cái bước ướp chuối cho nó nhanh. Bây giờ mình sẽ cho phần nước lọc vào. Lượng nước lọc thì nó sẽ cao hơn mặt chuối một chút xíu. Nó không quá nó cao hơn cái xăm sắp. Như các bạn nhìn thấy là nó đang xăm sắp nè. Mình sẽ cho thêm nước cao hơn một chút. Mình sử dụng khoảng gần 600 ml nước. Bây giờ mình sẽ bật lửa lớn lên. Nấu cho nó mau sôi. Khi nó sôi rồi mình sẽ hạ xuống lửa vừa mà nấu từ từ. Các bạn để cho cái chuối mình nó sôi nhẹ nhẹ như thế này. Đó, đừng có cho sôi lớn quá. Bây giờ mình sẽ đậy nắp nha. Và cứ như thế mình sẽ nấu với lửa vừa.
Nãy giờ thì mình cũng nấu được khoảng nửa tiếng rồi đó. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra, mình sẽ không đậy nắp nữa nha các bạn. Các bạn nhớ là cho lửa sôi riu riu như thế này. Mình cho sôi nhẹ nhẹ như thế này là được rồi. Mình đừng có cho nó lửa lớn quá, lửa lớn thì nó mau cạn. Do đó là chúng ta cần phải chú ý về lửa. Nếu như chúng ta mà để lửa lớn thì trái chuối nó vẫn có thể là chín, nhưng mà về cái độ chát của chuối nó vẫn còn ở trong trái chuối của mình. Do đó là các bạn chú ý, mình phải để lửa nhỏ, mình nấu từ từ thì cái độ chát của trái chuối nó mới được tiết ra, nó mất đi cái độ chát. Chuối khi mà các bạn thấy nó gần cạn như thế này đó, các bạn chỉ cần cầm cái nồi các bạn lắc như thế này, mình sợ trái chuối nó dính vào cái đáy nồi á. Đó, như thế này mình kiểm tra. Còn nếu như mình nấu bằng chảo chống dính thì mình khỏi sợ điều đó rồi. Rồi mình cứ tiếp tục đun với lửa nhỏ như thế này. Khi mà nó gần cạn á các bạn, thì màu hồng của chuối bắt đầu nó xuất hiện. Thì về nấu chuối này rất là đơn giản, tuy là thời gian mình nấu rất là lâu, nhưng mà mình đâu có đứng mình canh mình trở nhiều đâu. Chủ yếu mình để lửa nhỏ cho nó rút vào trái chuối từ từ thôi. Do đó là tuy thời gian lâu nhưng mà không có quá cực nha các bạn. Do đó các bạn hãy tranh thủ mà làm cho gia đình mình thưởng thức món ăn vặt này. Thì để trái chuối được ngon là mình phải rim như thế này đó các bạn. Chứ mình rim khoảng nửa tiếng 40 phút là không có ngon. Chuối mình đã rim thêm được khoảng 45 phút rồi đó các bạn. Bây giờ bắt đầu cái nước đường nó sánh đây nè. Các bạn cho vào đây một miếng chanh thôi nha. Mình nhắm chừng thôi. Mình đừng có cho nhiều quá, coi chừng nó bị chua. Rồi bây giờ mình sẽ lắc nó lên như thế này. Rồi mình vẫn sẽ tiếp tục mình rim đến khi nó cạn nha. Đến lúc này là các bạn có thể là hạ lửa nhỏ hơn chút xíu nữa. Bây giờ nó bắt đầu cạn rồi nè, mình tắt bếp được rồi. Thì cái phần chuối này thì nó hơi nhạt màu một chút xíu. Thì nó sẽ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do cái đường thốt nốt mà mình sử dụng đường thốt nốt bột của các bạn, hình như người ta có tẩy nhiều. Do đó là cái màu của đường thốt nốt nó không còn đậm màu như các bạn thường các bạn mua cục á, mình thấy nó đậm màu hơn. Và cái thứ hai á là nguyên nhân là do mình sử dụng đường thốt nốt ít quá. Thì 100 gram cho mình là mình kiêng đường đó, mình sử dụng ít lại thôi. Nếu như các bạn mà muốn cho màu đẹp thì các bạn sử dụng từ 150 gram đến 200 gram đường, thì bảo đảm là cái chuối của bạn là nó sẽ có cái màu đỏ đẹp. Như mình thì nó cũng hơi đỏ thôi. Bây giờ mình sẽ để cho nó nguội. Để cho nó nguội thì cái phần chuối thì nó sẽ dẻo lại. Chuối mình đã để nguội rồi nè. Nếu như các bạn thích mè rang á, các bạn có thể là rắc vào đây một ít mè rang. Khi mà mình để nguội á thì chuối nó sẽ sẫm màu lại, màu nó sẽ đậm hơn một chút xíu. Bây giờ mình thử cắt cái chuối này cho các bạn xem bên trong nó như thế nào. Rất là dẻo các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Rất là dẻo và ngon các bạn. Do mình sử dụng có 100 gram đường á, nên độ ngọt nó rất là vừa phải. Nếu như bạn nào mà thích ăn ngọt hơn thì có thể là cho thêm lượng đường thốt nốt nha. Rất là ngon. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món chuối ngào đường này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video, các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.